Vâng, chúng ta chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ tư trong C2 này. Rồi, ta cùng trở lại với trận thi đấu thứ tư trong C2 này. Ở bên mình là có Greek Sang và hai Babylon, ở bên kia Baby Minka Egypt. Vâng, về quân trận thi đấu này, vâng, tôi đánh giá cũng không lệch đâu. Vâng, những con Babylon cũng là Minwan là hai đội quân cũng cực kỳ bình thường. Ở một thế trận nào bên mình là có chém Greek, đây là màn hình máy Greek của Hoàng Mai Nhi, một thế bài mà do thời điểm này cũng tương đối rộng và bãi quả. Vâng, bãi quả đầu tiên dường như là bãi quả cùng xem. Vâng, nó nằm trên dốc nhưng không biết là có xấu hay không. Cứ đảo qua máy khác đi. Đây là một máy của Tí, một bài sen đầu cánh. Bài sen của Tí cảm giác về thế khung là cực kỳ rất đẹp rồi. Vâng, rất nhiều rừng. Và một thế bài là một thế bài gần như trong góc 6 giờ và được tựa sát mép bản đồ. Vâng, quanh nhà mình thì có những cánh rừng bao bọc, nếu như bài sen đánh cùng cũng được. Và đây là Ngọc Sơn, một bài đánh Babylon. Vâng, không biết trận thi đấu này Babylon Hoài Sàng sẽ đánh cung. Và đây là màn hình máy Babylon còn lại, đó chính là King Kong, và em được đẩy trên góc vào trên góc gần 12 giờ, đẩy ra đầu cánh. Rồi như cánh bên này sẽ là King Kong cũng như là Hoàng Mai Nhi, còn bên kia sẽ là một xe cũng như là một baby. Rồi ta xem, có lẽ chúng ta nên nán lại xem máy đầu cánh này của King Kong, xem thời điểm đầu tiên King Kong sẽ ép đời. Một thế bài về đồ ăn. Ở đây bãi quả phụ, như vậy đã tìm thấy cho mình bãi quả phụ và bầy hươu này dường như là bầy hươu đầu tiên. Vâng, nó nằm hơi tan tác một chút nhưng không sao, sẽ là một bài đánh với 25 dân. Không biết Babylon của King Kong. Vâng, Babylon của đánh Babylon sẽ đánh cung hay đánh chém đây. Vâng, bên mình có hai baby và có sang, mà không biết ai sẽ được ưu tiên đẩy lên đánh cung. Vâng, nếu như mà Tí đánh cung trận đấu này sẽ có vẻ hay hơn. Tí, vâng, Tí đã tự thiết kế cho mình những chiếc nhà VS, như vậy là sang của Tí sẽ đánh cung rồi. Vâng, một tay cung cứng. Vừa trong trận đấu này, một người cầm chủ lực sẽ là một tay cung cứng rồi. Oklahoma,
Rồi, như vậy một bài tí sẽ đánh cùng trận đấu này, đánh với 26 dân và chúng ta quay trở lại máy của Ngọc Sơn. Và một tình huống mà Ngọc Sơn sẽ dâng nhà BL lên để có thể tí có thể đánh cùng. Vâng, đi qua. Vâng, đi qua nhà ngay nhà chính của người cầm 7 chính là Hoàng Lâm. Một thế bài mà nhà Hoàng Lâm rất gần nhà của tí thôi. Một thế bài nằm được đẩy lên cao giữa bản đồ. Vâng, một tên dâng BL ngay rất gần đó chính nhà của Hoàng Lâm. Một tình huống trận thi đấu này tí là một đề đời sớm nhất. Và ta xem cánh bên kia thì sao. Cánh bên kia là Hoàng Mai Nhi. Vâng, mặt bên này anh vẫn tìm thấy, vẫn có một đôi voi để có thể ăn hoàng. Cũng là một tình huống dâng BL lên. Vâng, đánh với 26 dân. Một cánh này kinh công. Như vậy là kinh công sẽ đánh cùng trận thi đấu này rồi. À không, như vậy là một thế trận mà bên mình đánh với 3 chém. Như một thế trận mà mình đánh với 3 chém rồi. Vâng, rất khác phán đoán của tôi. Và tôi tưởng một Babylon sẽ đánh cùng với Sang. Vâng, ta trở lại máy. Vâng, có lẽ là chuyển sang máy bài dâng BL này Ngọc Sơn đi. Vâng, Ngọc Sơn tình huống đánh dâng BL và đối đầu với nhà người cầm mùa 7. Vâng, phát hiện được đạo dân ăn hoang này. Người cầm mùa 7 chính là Hoàng Lâm. Trận thi đấu này cầm cung Egypt. Không biết trận này Hoàng Lâm về thế nhà đầu cánh, cảm giác chơi vơi giữa bản đồ như vậy Hoàng Lâm sẽ đánh gì. Vâng, nếu đánh cung thì sẽ là bài tụ cung cho Egypt thôi. Vâng, mình vừa phát hiện được một đạo dân đi ăn hoa của người cầm mùa 7. Và mùa 7 có một dân cực kỳ yếu máu. Vâng, đang có những dân đi lướt qua nhà BN mình. Và mình đã bắt đầu nhảy ba xong. Vâng, tạm thời thì cánh này. Vâng, trong cánh nó chính là người cầm mùa 5, chính là Cam Quýt. Vâng, đầu cánh này thì Ngọc Sơn vẫn chưa có nhiều sát thương. Chúng ta trở lại máy của kinh công xem cánh này thì sao. Vâng, tham lai 25 cũng đang đuổi bắt với những con giò được bạn thôi. Đây là Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi tham lai là 27. Vâng, Hoàng Mai Nhi gặp nhà của Xuân Thứ. Trận đấu này Xuân Thứ cầm chém Katha. Vâng, tại nhà chính Xuân Thứ thì không có một đơn vị dân nào. Ở đây phát hiện được 4 dân sách sọt. Vâng, đang đi ăn quả của người cầm 16. Vâng, rất đông dân. Vâng, tên này có 8 dân mà mình có 2 chém. Vâng, 8 dân và 2 chém 1 giò thì anh em biết kết quả rồi. Vâng, sẽ mất. Vâng, sẽ mất 8 dân này của màu 6. Ồ không, màu 6 đã lên bánh xe xong. Vâng, chủ động lên bánh xe cực kỳ sớm. Không biết là một bài lực khỏe hay là một bài cố gắng phải nâng bánh xe để tránh tình trạng bị chăn dân đây. Vâng, bãi quả này chết được khoảng. Vâng, ít nhất là 3 dân màu 6, làm cho màu 6 thời điểm lẽ sẽ không được ăn quả. Và đây là máy của kinh công. Một bài đánh chém Babylon, một bài đã khung nhà. Bài Babylon khung nhà này sẽ cơ cấu cho mình xóa những chiếc ruộng. Vâng, gỗ thừa xóa ruộng ngay. Vâng, đánh xi măng, trận này đánh thẳng cung A Minoan. Vâng, đánh 12 giờ. Vâng, mùa 7 trận thi đấu này có cái đánh chém không? Vâng, ta chuyển sang máy cánh này Ngọc Sơn, tham lai 30. Một tình huống mà em vừa bị công vào bãi vàng. Như vậy mùa 7 sẽ đánh chém để cho Minoan một mình. Minoan đánh cung A chủ lực. Một bài đánh xi măng tiếp tục. Giờ đánh chủ lực đó chính là cầm cung A Minoan trên góc cao 12 giờ. Và những tên chém này của Ngọc Sơn đang chăn dắt những nông dân của người cầm mẫu 5. Và mẫu 5 thời điểm này nông dân hiện tại cũng tương đối khổ rồi. Đó chính là Cam Quýt. Trận đấu này cầm Babylon và có T. Đây, tham lai 33 của Ngọc Sơn thôi. Tham lai vẫn đang chăn dắt những thằng nông dân này của người cầm mẫu 5. Và chúng ta chuyển sang máy của Tý. Và xin liệu rằng cánh này Tý tham lai là 49 rồi. Tham lai 49 của người đánh cùng. Và đã bắt đầu chủ động đóng BC ra. Một thời điểm đánh chỉ với 4 nhà BA. Vâng, trận thi đấu này một thế bài mà Minwan của xi măng được đẩy trên góc 12 giờ. Có lẽ như là hầu như trên góc 12 giờ dường như là toàn những cái hốc đẹp để có thể đánh cung chủ lực. Chúng ta trở lại máy Hoàng Mai Nhi. Tham lai là 33. Vâng, hiện tại thì anh vẫn đang có những đơn vị chém đi chăn dắt những nông dân của người cầm màu 6 trận thi đấu này. Vâng, màu 6 đó chính là Xuân Thứ. Vâng, chém Katha và tiếp tục. Vâng, bãi vàng này chỉ có một dân. Thế trận dường như là các nhà đội bạn đẩy dân đi ăn hoang rất nhiều. Tại nhà chính không có những cơ sở nào. Vâng, kinh công báo về đang bị màu 8 đẩy một tên. Vâng, tham lai là 29. Vâng, màu 8 có một tên cùng như là phối hợp với những con lạc đà đội bạn công lên nhà Babylon tên thi đấu này. Vâng, màu 8 như là màu 6. Tạm thời nhà kinh công phải tháo cống một tên và cho nó trở lại Hoàng Mai Nhi.
Tin Linh báo vệ đang lọt vào nhà những cầu màu 5 và tơn thi đấu này có cả chém lạc đà Ngọc Sơn. Như vậy là màu 5 chính thức bay nhà cho Cam Quýt. Trận đấu này cầm cung Babylon. Đấy, tạm thời thì ba nhà bên mình đã đánh bay được nhà cầm cung một cung Babylon đội bạn rồi. Một thế bài chắc chắn Cam Quýt thời điểm này không khỏe khi mà thời điểm đầu tiên mất tương đối nhiều dân đi ăn hoang giữa bản đồ. Đây là màn hình máy cung chủ lực của bên mình, đó chính là Tí cầm xe. Đường tham lai 90 đang bắt đầu. Vâng, đã ưu tiên đào vàng là sóc dân cực kỳ trâu. Vâng, số lượng quân của Tí sóc không nhiều và ưu tiên sóc dân và phát triển trước. Vâng, để xem phát triển là cực là ưu thế rồi và thế mạnh rồi. Và đặt vào một trong tay game thủ top cứng như Tí thì hoàn toàn có thể lên 4 sớm. Chúng ta chuyển sang những nhà chém bên mình xem. Vâng, tham lai Ngọc Sơn là 34. Vâng, vẫn đang quản lại những cái tơn. Vâng, mặt bên này Cam Quýt đang đứng khá đông cung đờ để thủ những bãi ăn hoàng để có thể hồi lại. Nhưng tơn thi đấu này sẽ là một kích lạc đà của người cầm ba sổ vào. Vâng, tiếp tục bay mùng thì một cơ sở nữa. Cam Quýt sẽ không thể hồi được trong trận thi đấu này. Vâng, sẽ là gần 20 con dân của Cam Quýt. Vâng, đang chạy ra khắp bản đồ. Còn máy Hoàng Mai Nhi thì sao? Có Hoàng Mai Nhi đón đầu tơn thi đấu này. Vâng, đằng sau có cả đây thì cũng vậy e bắt dân. Vâng, tơn thi đấu vừa rồi chưa vẩy e này tiếp tục đấy, nhưng không vẩy e. Vâng, vẩy e của màu 3 cũng như là màu 1 tơn thi đấu này. Vâng, những cái dốc hơi khó để có thể vẩy e. Vâng, đội bạn tơn thi đấu Cam Quýt cũng rất để ý. Tơn vừa rồi mình chỉ ăn được 5 dân. Vâng, nhưng là một tham lai 39 là một kích chém và một kích chém màu 1 như là một kích lạc đà của Ngọc Sơn. Còn máy kinh công thì sao? Vâng, nhà kinh công, vâng, nông dân kinh công cũng đang vâng, nông dân kinh công đang chạy. Vâng, mặt bên này phát hiện thêm vâng, thêm dân Cam Quýt. Vâng, khá khổ cho dân Cam Quýt mà. Vâng, màu 8 bắt đầu đẩy quân lên giữa bản đồ rồi. Vâng, màu 8 bắt đầu đi quân trên giữa bản đồ. Chúng ta trở lại máy đánh cung chủ lực cho Tí nào. Vâng, tham lai 114 đã bắt đầu có đóng ca rồi, không biết đã kích 4 chưa. Vâng, thời điểm này phút thứ 25 mà có. Vâng, có ca rất sớm với xe thì có lẽ từ phút đang trong phút 25 này đã bắt đầu đang kích 4. Vâng, một bài mà Tí đã bật 4 thành công rồi. Một phát bài phát triển rất nhanh và rất khỏe của người cầm sang. Vâng, nhìn trên bản đồ khi mà Tí đã lên bản đồ nhà đồng minh rồi, vẫn chưa thấy đơn vị quân nhà đội bạn đẩy lên giữa bản đồ đâu. Vâng, xe máy Hoàng Mai Nhi nào. Vâng, Hoàng Mai Nhi tham lai là 37. Vâng, những cái tham lai nhà chém bên mình tạm thời vẫn rất ổn. Vâng, vẫn có những đơn vị chém có thể thi đấu. Vậy mình ban nhà đội bạn bắt đầu cũng đá lên 4 thành công. Vâng, mặt bên này Hoàng Mai Nhi đang có những cái tơn chém đi quản vàng. Vâng, một người dày dặn kinh nghiệm như Hoàng Mai Nhi rồi, vâng, biết làm thế nào để có thể làm cho yếu nhà Minh Văn. Vâng, đây là máy của Ngọc Sơn, tham lai là 34. Vâng, vẫn là liên tục những tham 3x dành cho chém bên mình. Vâng, màu 8 thời điểm này vẫn chưa dám đi quân, có lẽ là đợi những con công nghệ. Và chúng ta cũng trở lại màn hình máy đánh xe của Tí trận thi đấu này khi mà những con đạp đôi của Tí đã lên thành công. Vâng, tiếp tục bay vào cái hốc nào như gầm màu 7. Trận thi đấu này màu 7 cũng không khỏe đâu. Vâng, tạm thời nhà Tí đang hơi mất tay khi mà có những đơn vị lạc đà này được công lên. Và đây sẽ là điểm yếu của Tí. Vâng, mặt bên này cần phải chủ động chốt những chiếc nhà BB, BL vào hoặc là BA. Vâng, sẽ phải là chốt những chiếc nhà cứng vào đây. Vâng, rất hay một tình huống vẩy nhà chiếc nhà BB rất kịp thời.
Vâng, tạm thời đội bạn không có cửa chơi vào tuần thi đấu này khi mà có những chiếc nhà BB. Vâng, cần thiết có thể đóng vài chiếc nhà BA và đứng cung tại đây luôn. Vâng, tham gia là 147 của người cầm sen. Vâng, liệu rằng đã ưu tiên nâng cấp những cái lớp công cho con đạp đôi của mình chưa? Đây là màn máy của Hoàng Minh Nhi. Vâng, tham lai của anh Hồi đã bắt đầu hồi lại. Vâng, sẽ là những cái nhà của bên game thủ Hà Nam. Vâng, qua gần nhà tí bắt đầu phát triển. Tham lai là 74, và là 54 của Hoàng Minh Nhi. Còn không biết King Kong đã hồi lên con số bao nhiêu rồi. Vâng, tạm thời đến những cái, vâng, những cái hốc 6 giờ. Tại 6 giờ vừa trưa đội bạn vẫn đang quản gắt và King Kong chưa thể hồi được. Vừa một trận thi đấu, các game thủ của Hà Nam đang bắt đầu cặm cụi lên hồi thế hồi rồi. Vâng, là tham lai 5x cùng Ngọc Sơn và Hoàng Minh Nhi, một thế bài mà nếu lên 4 sẽ đánh những con y của người cầm Rick và đã kích 4. Vâng, sẽ là một bài đánh y của Rick và chúng ta trở lại máy của Tý nào. Vâng, Tý tham lai 170, một tham lai đã bắt đầu chuẩn bị limit rồi. Vâng, đã bắt đầu limit và chuẩn bị, vâng, sẽ tụ được một khoảng những kích đạp đôi vào sổ vào turn thi đấu này. Vâng, có cung A đội bạn kê vào. Vâng, cùng Amin One thời điểm này có lẽ là chỉ kê cho những cái nhà đội bạn có thể phát triển để hồi lên 4 thôi. Vâng, tuần thi đấu này. Vâng, cùng Amin One là một loại cung A có thế mạnh về thủ rồi. Vâng, tuần thi đấu tơn đạp vừa rồi, vâng, tí ăn được tương đối nhiều cung A của Amin One. Vâng, tiếp tục là những khoảng hơn mười mấy nhà, gần 15, 20 nhà BL sóc đều. Và lượng thực của tí có thể ổn định, có thể sóc tiếp tục những chiếc nhà BL. Vâng, mình là những dân gỗ. Vâng, mình là loại quân gỗ thôi, vâng, phải xóa đi. Đây là máy Ngọc Sơn, tham lai là 59. Vâng, ta xem Hoàng Mai Nhi liệu rằng đã hồi lên con số bao nhiêu, bắt đầu. Vâng, ai có gỗ bơm cho Hoàng Mai Nhi để Hoàng Mai Nhi có thể thiết kế những chiếc nhà BI. Một thế trận mà Hoàng Nhi cũng bắt đầu lên 4 thành công và sẽ đánh những con y của người cầm Grick. Và trận thi đấu này bên kia về đời 4 là còn có Egypt. Vâng, còn có Egip của Hoàng Lâm cũng là một loại quân đánh đời 4 cực kỳ tuyển. Nhưng tạm thời thì Hoàng Lâm, vâng, chắc chắn là vẫn chưa có thế để hồi lại đâu. Không biết đội bạn có đôn Baby Lon của Cam Quýt không? Giờ trở lại máy của Tý nào. Vâng, đội bạn kẹp cả bẹt. Vâng, Min Wan, vâng, rất khỏe, vâng, kẹp cả bẹt dành cho người cầm màu 8 này. Một bài màu 8 đang đứng thế thủ kê nhà cho các game thủ Hà Nội, để các game thủ Hà Nội có thể phát triển và bật 4. Và bên mình đã có thêm một Hoàng Mai Nhi có thể phát triển lên 4 rồi. Vâng, đây là máy Ngọc Sơn. Vâng, Ngọc Sơn hồi lên con số tham lai là 74. Vâng, cũng rất nhanh. Vâng, một tham lai hồi cũng rất ổn dành cho Ngọc Sơn. Chúng ta trở lại máy Hoàng Mai Nhi xem nào. Tham lai là 94. Vâng, tạm thời thì hai bên cũng đang rơi vào thế phát triển và chưa có ai thật sự công thật sự nhiều. Vâng, bên kia thì màu 8 đang đứng kê thôi. Và bên mình cũng đang trong thời gian đi chiếm vàng và tụ quân lại. Tham lai là 95, một tham lai chưa được to dành cho người cầm Grick. Như vậy là Cam Quýt đã quyết định resign. Một thế trận mà bên mình đã có hai nhà lên 4 và bên kia khả năng lên 4 là không được. Vâng, Egypt của Hoàng Lâm mà chưa thể lên 4.